Chào mọi người, trong cái video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp tục cái cách để làm sao chiếc xe bus này nó chở các chai Pepsi còn lại ha, bằng cách nhân bản các file mình đã làm. Vậy bây giờ một cái chai Pepsi màu đỏ đã được chở vào, thì bây giờ nó sẽ đến lượt là cái chai màu hồng này ha, ba chai còn lại này đến chai màu hồng này sẽ được chở vô. Thì mình lúc này tôi sẽ copy cái file này ha. Tôi sẽ copy cái đoạn này. Copy cái này, giữ control ha. Copy cái này. Copy ba file này thôi. Copy sau đó paste ra. Sau đó paste ra đây. Mọi người có thể thấy nè. Ở đây thiếu một cái mặt cười ha. Đây tôi có thể là đây tôi có thể lấy luôn cái phần mặt cười ở đây được hay không. Tôi select cái chỗ này luôn ha. Tôi select cái chỗ đoạn mặt cười này luôn. Tôi copy luôn. Sau đó tôi bắt qua đây luôn. Lấy cái đoạn cười này xuống đây luôn. Mình xem thử ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái việc còn lại á là mình chỉ đến là mình xử lý cái xe bus này và cái chai Pepsi màu hồng này ha. Tương tự bên đây bạn thấy không? Cái chai Pepsi màu đỏ được cắt làm 3 phần. Tương tự thì mình cũng cắt cái chai Pepsi màu hồng này thành 3 phần ha. Select nó ra. Làm 3 phần. List nó ra làm 3 phần. Còn cái chỗ này, cái hiệu ứng của chiếc xe bus đó, thì mình cũng bỏ đi ha. Cắt cái hiệu ứng này ra. Tại vị trí nó đã sai rồi. Đầu tiên xe bus nó sẽ không chạy đến cái vị trí như cũ nữa, mà nó sẽ chạy đến cái vị trí của cái chai nước màu hồng này ha, cái chai Pepsi màu hồng này. Mình dùng sẽ dùng Visual Property ha, tích tích vô cái xe bus này, add animation vào và nắm nó đến cái ha, đến cái chai Pepsi màu hồng ha. Rồi sau đó kéo cái này ha, kéo cái xe bus này nè, kéo đến cái đoạn slide này ha. Sau đó mới kéo cái này ra cho nó mình dễ làm ha. Chiếc xe bus này nó sẽ dừng lại đây ha. Thì lúc đó cái chai Pepsi này mới nhảy lên ha, nhảy lên chiếc xe ha. Bấm vào chai Pepsi, bấm Add Animation, sau đó nắm cái chai Pepsi này, di chuyển lên cái thân xe, di chuyển lên thân xe, sau đó kéo cái, oh no 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 no, kéo lộn rồi, kéo cái này mới đúng. Ở đây ha. Lúc chiếc xe bus này nó không nằm ở vị trí này. Giờ nãy tôi copy luôn á. Này nó phải kéo ra đến đây. Và select nó chỗ này. Đến đây rồi ha. Bây giờ bắt đầu là cái chai nước màu hồng này cũng không phải nằm ở vị trí này. Cắt nó mà nó sẽ nằm vị trí đây, nằm vị trí ngay đó và select nó. Bạn nhớ nha, nhớ cái đoạn này ha, hai cái phải cùng nằm ở vị trí như thế này. Và bây giờ là xe bus nó chạy vào và chai Pepsi cũng chạy vào theo. Mình bấm vào chiếc xe bus, bấm S Animation ha,
Sau đó nắm chiếc xe bus chạy vào trong. Rồi kéo cái animation này ra đây. Tương tự chạy với FC. Chạy FC ha. Add animation vào. Sau đó nắm cái chai Pepsi này. Kéo ra ngoài. Nhớ nằm trên cái trục của chiếc xe luôn ha. À, trục vàng vàng của chiếc xe bus luôn. Rồi. Kéo animation này, kéo vào đây. Rồi, mọi người có thể xem lại ha. À, rồi. Đến cái khúc này ha. Đến khúc này là tiếp tục rồi, tiếp tục thằng bé nó khóc rồi. À, nó khóc thì mình sẽ copy những cái file còn lại, thì cái chai màu hồng này đã đưa đi rồi thì mình chỉ copy cái chai màu xanh, à, xanh lá cây và xanh dương, à, và cái file em bé khóc ha, ở đây, à, mình chỉ có copy bốn cái này ha, copy mình paste qua. À, cái hình em bé này thì cho nằm xuống dưới đây. À, rồi những cái thanh này mình có thể kéo xuống dưới ha. À, kéo xuống dưới đây cho dễ nhìn. À, thế, có thể kéo xuống dưới đây cho dễ nhìn. À, thì các bạn có thể xem lại ha. Đó, các bạn đã thấy không? Vậy là tôi đã copy, dùng tính năng copy để xử lý được một cái chở thêm một cái chai Pepsi hồng ra đó rồi ha. Giờ tương tự thôi, tương tự tôi sẽ xử lý đến cái chai màu xanh này. À, mình cũng copy ba cái này thôi. À, copy những cái chưa sử dụng nữa ha. À, copy luôn cái mặt cười này. À, copy sau đó bắt vào đây. À, cái mặt này kéo xuống dưới cùng. À, từ từ. À, kéo xuống dưới cùng. Cái chai Pepsi này kéo xuống đây. À, oh, tôi quên kéo cái tôi quên chiếc xe bus nữa chứ. Chỉ cần chiếc xe bus này thôi. Cần chiếc xe bus đầu tiên ha. Giờ chỉ còn chai Pepsi xanh và chai này thôi ha. À, qua đây một chai màu hồng đã trở đi, bây giờ còn màu xanh ha, hai cái màu xanh thôi. À, à, bây giờ cái chai này cũng cắt ra làm 3 phần đi cho dễ nhớ ha. Chiếc xe bus này thì bỏ cái hiệu ứng nó ra ra. Thì bây giờ cái xe bus này đầu tiên nó sẽ chạy ra đến cái chai màu xanh này ha. Mình bấm vào chiếc xe bus, bấm animation vào. Sau đó nắm chiếc xe bus này chạy đến cái chai, à, chai nước màu xanh lá cây. Sau đó kéo cái này vào đây. Rồi. Rồi tiếp tục kéo cái hình xe buýt này dài ra ha. Đến đây để cho mọi người thấy ha. Kéo ra đây, đây luôn. Rồi select nó. Nhớ select ngay chỗ này ha. Khi mình đã làm quen rồi mình sẽ nhớ cái từng vị trí nào cần select ha. À. Rồi. Bây giờ đến lượt là cái chai Pepsi này. Nó sẽ nhảy lên chiếc xe. À. Thì bạn bấm vào chai Pepsi.
Bạn dùng animation vào. Sao nó nắm chai Pepsi này, kéo lên trên ha. Rồi, kéo cái hiệu ứng này về sau đây. Rồi, cả hai cùng chở nó ra. Sẽ bớt đây ha. Add animation. Rồi, chạy ra. Chai nước ha. Chai nước nằm ở vị trí này là sai rồi ha. Bạn thấy nằm ở vị trí sai là bạn cứ cắt nó đi ha. Chai nước phải di chuyển theo ha. Add animation. Sau đó di chuyển ra ha. Phải nằm trên lưng chiếc xe ha. Đó, nó trùng khớp màu vàng vậy ha. Rồi, kéo ra. Rồi, bạn xem lại ha. Rồi. Rồi, bây giờ là đến lượt là khóc nữa ha. Khóc mà chỉ còn có một chai nước màu cuối cùng thôi ha. Rồi. Bát ha. Nắm cái hình khóc xuống đây. Chai nước cuối cùng xuống đây. Rồi mình kiểm tra lại ha. Rồi. Đến bây giờ thì nó sẽ chiếc xe sẽ chở chai nước cuối cùng đi luôn ha. Tương tự mình cũng copy những cái file này. Copy cái cuối cùng thôi, copy này. Copy ha, sau đó paste vào đây. Cái hình để xuống đây. Xì để đây, xì bớt để đây. Rồi, bị bỏ hiệu ứng xì bớt đi. Rồi, xì bớt nó sẽ di chuyển đến ngay chỗ vị trí chai Pepsi ha. Chai Pepsi nhớ cắt ra luôn. Cho mình dễ nhớ ha. Cắt ra 3 phần cho dễ nhớ. Đầu tiên sẽ bớt ha, add animation. Sau đó nắm đến cái chai Pepsi nữa ha. Đó. Nắm đến cái chai Pepsi. Sau đó kéo ra ha. Rồi tiếp tục kéo cái chai sẽ bớt này ra. Và select chai xe bus này đã tại vị trí này. Tiếp tục đến cái chai Pepsi này. Chai Pepsi này sẽ nhảy lên ha. Add animation. Nắm chai Pepsi cho nó lên. Rồi. Kéo qua đây. Rồi cái phần chai Pepsi này không đúng rồi. Bỏ chai Pepsi này đi. Nắm cái chai Pepsi này ra đây. Rồi select nó. Rồi, bây giờ chiếc xe bus và chai Pepsi cùng chạy ra. Chai bus add animation vào. Sau đó nắm xe bus chạy ra. Kéo về đây. Chai Pepsi cũng vậy. Add animation vào. Nắm chai Pepsi. Ra ngoài. Rồi các bạn thử lại ha. Rồi.
Rồi, tiếp tục. Tiếp tục ở đây vậy là còn khóc thôi. À, khóc và không còn chai nước nào. À, mình cũng copy cái âm thanh khóc ha. Và cái hình này. À, copy. Rồi. À, lúc này là không còn cái chai Pepsi nào hết. Vậy còn một cái đoạn sau cùng thì mình sẽ làm cái gì? À, thì trong video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý phần còn lại. À, nhân bản thế nào để xử lý phần còn lại? À.